làm được một cái món canh sườn ngon như vậy hôm nay chắc là đắt lắm đây. Vinh, mày có thấy cái lọ pha lê của tao đâu? Cái lọ pha lê nè. Đúng rồi, cái lọ hoa mà tao mới mua xong tao để trong nhà. Cái lọ pha lê mà trắng trắng xanh xanh phải không? Trời ơi, con Thương nó qua nó mượn rồi. Con cho nó mượn làm gì bánh á. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này. Mày có biết cái lọ đó quý như thế nào không? Tao mua 200 triệu đó của nhà thiết kế Thái Phạm đó, mày biết không? Trời má nghĩ gì vậy má, mua cái lọ đó 200 triệu má bị nó lừa rồi. Đây, mày thấy không? Cái lọ hoa nhà thiết kế Thái Phạm, cái lọ đẹp như thế này không 200 triệu đâu bao nhiêu? Trời ơi, má lấy tiền nữa, má mua gì? Bây giờ 200 triệu má cho tiền con ăn còn hơn nữa. Mày hỏi chi vậy? Tiền của tao. Mày mắc quá thì mày hỏi. Mày đi sang nhà của tao, đòi ngay về đây cho tao lẹ lên. Coi quán đi. Trời. Cái thằng này, mày bỏ cái tật từ đây đi. Mày cho người khác mượn á, mày phải hỏi ý kiến tao nghe chưa? Đi lẹ lên. Nghĩ sao mua 200 triệu? Ở da. Đi nhanh lên. Thôi thôi. Gì hả? Gì hả? Thôi thôi thôi. Cái gì vậy? Ê. Cái gì mà kêu dữ vậy? Ê, cái bình tâm tao đưa mày mượn rồi, đưa trả cho má tao, má chửi ủm bệnh chân kìa. Trời, mới mượn xíu làm ghê vậy? Thôi gì không dữ vậy? Thì chứ bây giờ bà đòi thì phải đưa lại cho bà chứ, đi kiếm đưa coi. Để đi đây. Nhớ để cái bệnh này mà tao. Đâu tao? Cái con này đi đâu hả? Đi kiếm cái bệnh. Cái con này mày bị điên hả? Bây giờ mày để đâu mày cũng không nhớ, mày mượn mày cũng có trách nhiệm chứ, giờ lỡ mất rồi sao mày lấy đâu mày đền má tao, phải chửi chết luôn. Tao đâu chết. Thì giờ mày chở tao ra chợ đi rồi tao mua cho mày cái bình khác y chang vậy. Mày nói hay quá, nói gì tao đòi mày làm gì? Mày kiếm ngoài chợ mình ai bán cái bình 200 triệu? Bả mua cái bình ở trên mạng của công nhà thiết kế Thái Phạm 200 triệu đó, mày có tiền mày mua không? 200 triệu. Ê! Thôi. Thôi. Rồi khoan. Mày có chắc lấy không? Mày nói đổi thừa sàm sàm đi rồi báo người ta đi má. Tao chắc luôn, ngày hôm qua nó đi quanh nó mượn tiền tao. Mà tao không có cho nó mượn, nó thấy cái bình để trên cái bàn. Chắc chắn nó biết cái bình đó giá trị cho nên là nó lụm cái bình đó rồi. Kêu nó ra ba mặt một lời. Ken ơi, ra đây tao biểu rồi. Ken. Mày đợi đó tao. Gì vậy? Hôm qua mày nói lấy cái bình của má thơm mà thằng Vinh cho tao mượn không? Khoan, từ cái gì tự nhiên lu bu vậy? Con Vinh liên quan gì đến tao? Ý nó nói là lúc mà mày qua nhà nó mày mượn tiền á, mày thấy cái bình của tao cho nó mượn á là đẹp quá rồi mày không có kìm lòng được, mày lỡ tay cầm đem về nhà không? Cái gì? Ý chúng mày kêu tao là ăn cắp hả? Trời ơi, cái thân tao còn lo chứ xong tự nhiên tao đi lấy cái bình như vậy làm gì? Trồng rau nuôi cá à? Thì em biết. Nếu mà bây giờ mày có lấy á thì mày để mày nói đi để tao vô tao kiểm tra cho tao lấy lại thôi chứ. Ê, không có gì đó. Làm gì á? Hả? Làm gì á? Thì bây giờ tao đi vô tao kiểm tra. Mày bị điên à? À, mày có phải công an rồi khám xét nhà tao? Có lấy thì nói đi cho nó vô nó kiểm tra coi có không có thôi, còn lỡ có thì được tao bỏ qua cho anh em, không có chi cứu trách nhiệm hình sự đâu. À, nhưng mà tao không có lấy thì lấy gì tao trả cho chúng mày á. Nè, đừng mà vớ va vớ vẩn linh ta linh tinh sang đây đòi khám xét nhà người khác bất hợp pháp, tao báo công an gô cổ lên phường đấy. Nó nói đúng rồi. Lỡ nó không lấy thì quê chết. Đi cứ đi về đi rồi tính. Về. Thôi đi về. Lao. Gì đây? À, ông chú xem cái bình này được nhiêu tiền này. Này à. Này giờ thâu lại 300 nha sư huynh. Gì? Cái bình nhìn đẹp này sao có 300 anh? Trời ơi, mày đem hàng không rõ nguồn gốc rồi xuất xứ giấy tờ cũng không có, mày kêu tao thâu giá cao. 300 là tao thương mày đó. Giờ bán không? Rẻ thế. Giờ làm sao? Thôi 300 được, 300. Ê! Gì đây? Lại giờ khỏi giấu mày. Mày nói mày không lấy cái cuối cùng cái bình nằm ở đây. Hồi nãy nhìn mặt mày là tao nghi nghi rồi. Mày biết cái bình này giá trị bao nhiêu tiền không? Mày trả 300 ngàn. Ê! Ở chốt công viên của tụi bay hả? Muốn vô muốn ra. Còn mày đem cái bình này về. Tao không có buôn bán mấy cái đồ tranh chấp. Đi! Tụi bay đi không? Đi mày! Đi mày! Đây! Nhiều chuyện. Tao xin lỗi. Tao bí quá nên tao mới làm thế. Với lại tao đâu có biết là cái bình nó giá trị vậy đâu. Mày kẹt khó khăn gì nói tụi tao giúp cho. Bày đặt cứ tối chứng nào tật nấy. Tao nói mày rồi, cuộc đời mày muôn đời nát. Cứ chơi hai ngón hoài à, ăn cắp giặt rít nguyên tai nguyên chân. Tao biết rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Má ơi,
Vinh, 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 bà lên mắt cho xem này, nè. Martin mua cái cặp đá này này, 10 triệu này đẹp không? Dễ thương không? Đó, Martin mua thêm á, để cho cái quán mình nó sang, đông khách hơn. Má ơi, sang cái gì mà sang cái bình 200 triệu, bây giờ đòi mua cái đồ cặp đá 10 triệu, sang nó không thấy, thấy sang chứng tâm lý á. Đây nè, cái bình 200 triệu của má này đi kiếm gần chết, má biết còn lo cái nào mới đem về được không? Trời ơi, má đi trả người ta lấy tiền về đi má ơi. Trời ơi, sang cái gì mà sang? Mình thích thì mình nhích, mình thích thì mình mua. Mắc mơ, cái bị tầm mới sánh tầm với nọ kia mới mua là sao? Cái quan trọng ở đây là nó không có cần thiết, mấy ông, nó không có phù hợp với cái quán, cái nhà của mình. Trời ơi, 200 triệu này má để má đầu tư cho con làm ca sĩ đi. Mà sao đem cái bình vậy không thấy mừng rỡ mà thấy đòi mua cái gì nữa vậy? Trời ơi, má nói giỡn mày thôi. Trời ơi, tiền đâu mà má mua cái bình 200 triệu? Chẳng qua là hả? Má nói con á, để cho lần sau con đừng bao giờ tự ý mà cho mượn ai mượn đi tìm, nó không hỏi ý kiến má. Còn cái này á, má thấy nó giống giống ở ngoài chợ á, thì má mua cho vui thôi chứ cái loại này lại thường mà có bao nhiêu tiền đâu, có 2 triệu bạc. Má đang thử, má đang chơi con hả trời? Sao má kỳ vậy? Tính ra là mình là quan hệ má con ruột luôn mà má chơi ác với con thiệt luôn á. Tính ra giống như là má lụm con ngoài gốc cây vậy. Tại cái bình này không mà mấy nay không ăn ngủ gì được hết trơn. Thôi mệt, con nói chuyện má đâu đi vô ngủ. Ờ, cái thằng này hở nói tí là giận mới dỗi hả? Thôi đi tắm lẹ lên, tắm đi á, rồi má lấy cơm cho chân cưng má ăn nha. Thái Phạm, má quên rồi, thôi nghỉ đi, không quay nữa. Gì? Thái Phạm. Gì ta? Nhắc hỏi ghê, người ta lớn tuổi không có nhớ được nhiều. Ủa này, ai lấy cái gì vậy? Mày đứng đó, mày đứng yên đó, cho tao dội một cái thôi. Trời vô cái máy. Yeah. Trời ơi, mày chưa thấy ổng, ổng khớp luôn á, thiệt á. Thiệt. Ok. Hả? Quang thiệt luôn á. Thôi, cứ tắm lại. Má, má, lại má. Để ý là cho nó vô nó kiểm cái đi, Phan Mạch. Quên rồi. Mày có lỡ rồi, lấy đi chỗ bạn bè tao chi kiểu đâu, bình thôi. Ok, à, đừng nói nữa. Ừ, anh mạnh nhắc rồi. Rồi, 3, 2, 1, vậy.